Muốn lìa cõi đời này trở về với Chúa ra đi trong bình an. Chúng con chỉ có một con đường duy nhất mà Đức Giêsu con mẹ đã chỉ cho chúng con. Con đường đó là con đường lòng thương xót Chúa. Những ai cầu nguyện lòng thương xót của ta, loan báo lòng thương xót của ta, loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Vâng, giờ ra đi trong bình an thì còn gì là sợ cái chết, còn gì là thấy đời là bề khổ, còn gì mà lo lắng. Hãy tín thác hoàn toàn vào Chúa như mẹ. Vâng, xin mẹ giúp chúng con về trời với trọn niềm tín thác. Đoàn con mừng mẹ về trời, mẹ như sao biển con ơi hào quang. Mẹ là chính đấng chúng gian, mừng mẹ hương phúc thanh nhàn muôn đời. Về bên Chúa mẹ thánh tươi, con dâng tiếng hát một đời ngợi ca. Mẹ hoan ca, bà con người cũ sống xa tội mình. Về với giao điểm tin mừng, con như thấy được mẹ mừng đón con. Đoàn con mừng mẹ về trời, mẹ như sao biển con ơi hào quang. Mẹ là chính đấng chúng gian, mừng mẹ hương phúc nhàn muôn đời. Về bên Chúa mẹ thánh tươi, con dâng tiếng hát một đời ngợi ca. Kính mừng mẹ Maria, mẹ đầy ơn phúc, mẹ là mẹ con. Cho con có tấm lòng son, yêu người mến Chúa giữ lòng cậy trông. Cho con tâm sạch chẳng nhớ bụi trần, mân côi năm sắc con dâng theo gương Đức Mẹ một đời xin vâng. Đoàn con mừng mẹ về.